chào mừng các bạn đến với kênh của mình hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện về một chủ đề rất quen thuộc đó là sự lười biếng nhưng mà trước khi bắt đầu hành trình tiêu diệt sự lười biếng chúng ta cần phải biết mặt mũi của kẻ thù này như thế nào đã đúng không nào hiểu rõ về nó sẽ giúp chúng ta có chiến lược phù hợp để đối phó và vượt qua vậy làm sao để biết được là mình có đang bị lười biếng mãn tính hay không đừng lo mình sẽ giúp bạn nhận diện những dấu hiệu rõ ràng nhất rất đơn giản các bạn hãy xem thử mình có những dấu hiệu này không nhé những dấu hiệu này có thể xuất hiện một cách tinh vi và dần dần nhưng nếu bạn chú ý bạn sẽ nhận ra ngay đầu tiên phải kể đến là cảm giác mệt mỏi thường xuyên kiểu như là dù đã ngủ đủ giấc thậm chí là ngủ rất nhiều nhưng lúc nào cũng thấy uể oải chẳng muốn làm gì cả Cảm giác này không chỉ ảnh hưởng đến năng suất làm việc mà còn làm giảm chất lượng cuộc sống của bạn. Tiếp theo là khó tập trung. Cái gì cũng làm được một chút rồi bỏ đấy, chẳng đâu vào đâu. Bạn có thể bắt đầu nhiều dự án nhưng không hoàn thành được cái nào, dẫn đến cảm giác thất vọng và chán nản. Ngồi học bài thì hay lơ mơ, làm việc thì cứ sai sót linh tinh. Điều này không chỉ làm giảm hiệu quả công việc mà còn gây ra nhiều lỗi lầm không đáng có. Chưa hết đâu nha tâm trạng cũng thay đổi thất thường nữa, lúc thì vui, lúc thì buồn, lúc thì bực bội, khó chịu, chẳng vì lý do gì cả. Những thay đổi này có thể làm bạn cảm thấy mất kiểm soát và khó chịu với chính mình. Lười biếng quá cũng có thể làm bạn bị mất ngủ đấy. Nghe có vẻ lạ ha, nhưng mà thật đấy. Khi bạn không hoạt động đủ, cơ thể sẽ không tiêu hao năng lượng, dẫn đến khó ngủ vào ban đêm. Vì khi bạn mệt mỏi quá, Cơ thể sẽ rơi vào trạng thái căng thẳng, lo lắng, thế là lại khó ngủ ngon. Điều này tạo ra một vòng luẩn quẩn, càng lười biếng càng khó ngủ, càng khó ngủ lại càng mệt mỏi. Ngoài ra, lười biếng mãn tính còn có thể khiến bạn bị đau đầu, đau nhức người, rối loạn tiêu hóa hay thậm chí là dễ bị ốm vặt nữa. Những triệu chứng này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất mà còn làm giảm tinh thần và động lực của bạn. Nếu bạn thấy mình có một trong những dấu hiệu vừa rồi thì rất có thể bạn đã và đang là nạn nhân của hội chứng lười biếng mãn tính rồi đấy. Đừng lo, nhận ra vấn đề là bước đầu tiên để khắc phục nó. Nhưng mà đừng lo lắng quá, vì mình sẽ bật mí cho bạn năm cách cực kỳ đơn giản để đánh bay sự lười biếng chỉ trong vòng 10 phút ngay sau đây. Hãy cùng nhau khám phá và áp dụng để lấy lại năng lượng và sự hứng khởi trong cuộc sống nhé. 1. Vận động nhanh. Nghe có vẻ hơi vô lý phải không? đã lười rồi mà còn bắt vận động nữa chứ. Nhưng mà tin mình đi, chỉ cần lắc lư một chút thôi là bạn đã có thể đánh thức cơ thể, đuổi cơn lười biếng đi xa và tràn đầy năng lượng rồi đấy. Vậy phải vận động như thế nào cho hiệu quả? Bạn có thể chọn những bài tập đơn giản, dễ làm ngay tại nhà như là nhảy dây, chạy tại chỗ, hít đất, gập bụng. Thời gian vận động cũng không cần nhiều đâu, chỉ cần 5 đến 10 phút mỗi ngày là được. Điều quan trọng là phải làm đều đặn Mỗi ngày để tạo thành thói quen tốt cho bản thân. Còn nếu bạn là người bận rộn, không có nhiều thời gian thì có thể tranh thủ vận động trong lúc làm việc nhà, đi bộ khi đi làm hoặc đơn giản là đứng dậy đi lại sau mỗi 30 phút làm việc. Hãy nhớ rằng, vận động không chỉ giúp bạn hết lười mà còn mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe như tim khỏe hơn, cơ thể dẻo dai hơn, lại còn ít ốm vặt nữa. Vì vậy, hãy lười biếng một cách thông minh bằng cách vận động mỗi ngày nhé hai bổ sung nước uống nước thôi mà cũng hết lời được hả chiến lược số hai bổ sung nước nghe có vẻ khó tin nhưng mà thật sự là khi cơ thể thiếu nước bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi uể oải và đó chính là một trong những nguyên nhân chính gây ra sự lười biếng uống đủ nước không chỉ giúp bạn hết khát mà còn giúp làm sạch cơ thể tăng cường trao đổi chất cung cấp năng lượng cho các hoạt động hàng ngày vậy uống bao nhiêu nước là đủ các chuyên gia khuyên rằng, mỗi người lớn nên uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày. Tuy nhiên, mỗi người sẽ cần một lượng nước khác nhau, tùy thuộc vào cân nặng, mức độ hoạt động thể chất, môi trường sống để đảm bảo cung cấp đủ nước cho cơ thể. Bạn nên tập thói quen uống nước đều đặn trong ngày, ngay cả khi không khát. Bạn có thể mang theo một chai nước bên mình và uống từng ngụm nhỏ trong suốt cả ngày. Ngoài nước lọc, bạn cũng có thể bổ sung nước cho cơ thể từ các loại trái cây rau củ quả chứa nhiều nước như dưa hấu, cam, chanh, bưởi, dưa chuột. Hãy nhớ rằng, uống đủ nước là một trong những cách đơn giản và hiệu quả nhất để đánh bay sự lười biếng, giúp bạn lấy lại năng lượng và sự tỉnh táo cho ngày dài năng động. 3. Giấc ngủ ngắn Ngủ một giấc cho đời thêm tươi. Một giấc ngủ ngắn có thể mang lại nhiều lợi ích hơn bạn tưởng. Chiến lược số 3. Giấc ngủ ngắn đây là một phương pháp đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả để cải thiện sức khỏe và tinh thần. Bạn có biết rằng, chỉ cần một giấc ngủ ngắn từ 10 đến 20 phút thôi cũng đủ để reset lại tinh thần, nạp lại năng lượng cho cơ thể, giúp bạn tỉnh táo và tập trung hơn. Giấc ngủ ngắn có thể giúp bạn vượt qua những giờ làm việc căng thẳng và mệt mỏi. Tuy nhiên, không phải cứ ngủ là sẽ hiệu quả, nếu không biết cách, giấc ngủ ngắn có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi hơn. Để giấc ngủ ngắn phát huy tác dụng tối đa, bạn cần lưu ý một số điều sau, những điều này sẽ giúp bạn có một giấc ngủ ngắn thật sự chất lượng. Thứ nhất, thời gian ngủ ngắn lý tưởng là từ 10 đến 20 phút. Đây là khoảng thời gian đủ để bạn cảm thấy tỉnh táo mà không rơi vào giấc ngủ sâu. Nếu ngủ quá lâu, bạn sẽ rơi vào giấc ngủ sâu. Khi thức dậy sẽ cảm thấy mệt mỏi và uể oải hơn. Điều này có thể làm giảm hiệu quả của giấc ngủ ngắn. Thứ hai, nên ngủ ngắn vào khoảng thời gian từ 1 đến 3 giờ chiều. Đây là thời điểm cơ thể dễ đi vào giấc ngủ nhất. Thời gian này cũng giúp bạn tránh được cảm giác buồn ngủ vào buổi chiều. Thứ ba, hãy tạo không gian ngủ yên tĩnh, thoải mái, tránh xa tiếng ồn và ánh sáng mạnh. Một không gian yên tĩnh sẽ giúp bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. Thứ tư, trước khi ngủ ngắn, bạn có thể uống một tách trà thảo mộc hoặc nghe nhạc thư giãn để dễ đi vào giấc ngủ hơn những thói quen này sẽ giúp bạn thư giãn và chuẩn bị tốt hơn cho giấc ngủ ngắn. Hãy nhớ rằng, giấc ngủ ngắn chỉ là giải pháp tạm thời khi bạn cảm thấy mệt mỏi, uể oải. Nó không thể thay thế cho giấc ngủ đêm đầy đủ. Điều quan trọng nhất là bạn cần đảm bảo ngủ đủ giấc vào ban đêm, từ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày, để cơ thể được nghỉ ngơi và phục hồi hoàn toàn. Giấc ngủ đêm là nền tảng cho sức khỏe và tinh thần của bạn. Giấc ngủ ngắn liều thuốc bổ thần kỳ giúp bạn đánh bay cơn buồn ngủ, lấy lại năng lượng và sự tỉnh táo chỉ trong tích tắc. Hãy thử áp dụng và cảm nhận sự khác biệt mà giấc ngủ ngắn mang lại cho bạn. 4. Thiền định Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến Đây là một câu nói nổi tiếng, nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc giữ tâm trí bình an giữa những biến động không ngừng của cuộc sống. Chiến lược số 4. Thiền định đây là một phương pháp không chỉ giúp chúng ta thư giãn mà còn giúp chúng ta tìm lại sự cân bằng và bình yên trong tâm hồn. Thiền định, một phương pháp rèn luyện tâm trí đã được áp dụng từ hàng ngàn năm trước, nay đã trở thành bí kíp giúp con người hiện đại vượt qua căng thẳng, mệt mỏi và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Từ những bậc thầy thiền định cổ xưa đến những người hiện đại, thiền định đã chứng minh được giá trị của mình qua thời gian. Chỉ cần dành ra 5 đến 10 phút mỗi ngày để thiền định, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong cơ thể và tâm trí những phút giây ngắn ngủi này có thể mang lại sự thư giãn và sảng khoái mà bạn không ngờ tới thiền định giúp bạn tĩnh tâm loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực giảm căng thẳng lo âu từ đó giúp bạn cảm thấy thư giãn sảng khoái và tràn đầy năng lượng khi bạn thiền định bạn đang tạo ra một không gian yên tĩnh trong tâm trí nơi mà những lo toan và căng thẳng không thể xâm nhập bạn có thể thiền định ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, miễn là bạn cảm thấy thoải mái và yên tĩnh. Điều này có nghĩa là bạn không cần phải tìm một nơi đặc biệt hay dành nhiều thời gian, chỉ cần một không gian nhỏ và một chút thời gian là đủ. Hãy tìm một không gian yên tĩnh, ngồi hoặc nằm xuống ở tư thế thoải mái, nhắm mắt lại và tập trung vào hơi thở. Đây là bước đầu tiên và quan trọng nhất để bắt đầu thiền định. Hít vào thật chậm, thở ra thật sâu, cảm nhận luồng không khí đi vào cơ thể luân chuyển khắp cơ thể và đi ra ngoài hãy để mỗi hơi thở trở thành một hành trình một trải nghiệm đầy ý nghĩa hãy gạt bỏ mọi suy nghĩ lo toan trong cuộc sống chỉ tập trung vào hơi thở của bạn điều này sẽ giúp bạn đạt được trạng thái tĩnh lặng và bình yên trong tâm hồn ban đầu bạn có thể gặp khó khăn trong việc kiểm soát tâm trí những suy nghĩ vẩn vơ sẽ liên tục xuất hiện điều này là hoàn toàn bình thường và không có gì phải lo lắng đừng nản trí hãy kiên trì tập luyện. Dần dần bạn sẽ làm chủ được tâm trí và cảm nhận được những lợi ích tuyệt vời mà thiền định mang lại. Sự kiên trì và nhẫn nại sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn ban đầu và đạt được trạng thái thiền định sâu sắc hơn. Thiền định, chìa khóa vàng mở ra cánh cửa tâm trí, giúp bạn tìm thấy sự bình yên, tĩnh lặng giữa cuộc sống bộn bể lo toan. Hãy để thiền định trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của bạn, giúp bạn tìm lại sự cân bằng và hạnh phúc. Vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá bốn vũ khí bí mật giúp đánh bay sự lười biếng chỉ trong vòng 10 phút rồi đấy. Hãy nhớ rằng, lười biếng không phải là căn bệnh nan y, chỉ cần bạn thay đổi thói quen sống lành mạnh, tích cực vận động, bổ sung đủ nước, ngủ đủ giấc và dành thời gian cho bản thân thì chắc chắn bạn sẽ vượt qua được nỗi ám ảnh mang tên lười biếng. Hãy chia sẻ với mình ở phần bình luận bên dưới về những bí quyết giúp bạn đánh bay sự lười biếng nhé. Nếu bạn thích video này, đừng quên nhấn like, share và subscribe để không bỏ lỡ những nội dung ý nghĩa khác từ kênh 1% mỗi ngày.